Xin chào cả nhà, hôm nay gia đình mình đi câu cá ở Dockland nghe cả nhà. Hi everyone, welcome back to our channel. Today we go fishing at Dockland. Wow, wow, hai cha con câu được gì? Cá hành, ây da, bỏ lại nhìn lên. Very small. Hey, it's a fish. That's a tinsel. No, very small, we need to release that one. You wanna kiss it, didn't? You wanna kiss it before Ba release it? Không cái cắn bỏ thì biết cho biết. Fish, but don't know what fish. It's a big one. Wow, cá hành bự dữ gì? Kéo lên. Get the net, Debbie, where's the net? In the car? No, you can't get the net down, hun. Look how big it is. Oh, wow, nó dính luôn rồi anh ơi. Dở lên đi, dở lên đi. Tránh ra nha, gia đình bà dở lên. Quickly, bà. Wow! Oh, yeah. Wow! Cá bự dễ sợ cả nhà ơi, coi nè. It's a big one, cá anh. Wow! Wow! It's a huge one. Hơn 1 kg ạ. Hơn á. Chắc 2 kg á. Nói vậy đi. 2 kg. Wow! Bự dễ sợ, nó kéo vô luôn mà. Hold it up. Hold it up, em. Wow, that's a big one. They love chicken. Câu cá hành bằng mồi thịt gà nha cả nhà. Đó, ngoài tóc lên nè, dưới cây cầu đỏ đỏ nè. Go, Amy, hold it, Amy. Vô cầm Amy, vô cầm chụp hình Amy. Vô cầm Amy chụp hình cho. Amy, vô cầm Amy. If I had gloves, I would hold it, but I don't want to hold it. Oh, Yung Tu caught a big fish. Yeah, oh, look at that. That's flopping around. 40? Yeah. 40? God. 40 centimeters long. Yeah, it's 40. It's cool. I need another fish for. I mean, I need another chicken. 40? Yep. Whoa, 40. 39. 39. That's pretty impressive. Yeah, it is. 39.5. 39.5? Yeah. Alright, there's a half then. It's like 39. There you go, we caught a big fish. Gosh, bự lắm cả nhà. 40 cm. Chắc cỡ 1 kg ngoài. Rồi, câu tới chiều tối rồi nè cả nhà ơi. Được có một em một à. Bây giờ mình chuẩn bị đi về cả nhà. Đẹp không? Chỗ câu cá lý tưởng dễ sợ nha. Đó, đứng ở ngoài đây nè. Đó, nãy mình đứng ở ngoài đó đó cả nhà. Đi tới đây. Đó, dòm qua bên đó là Dockland. Đây, để mình quay cho cả nhà nha. Đó, dưới cái cầu này nè. Đó, look at that. Thấy không cả nhà? Ôi, chỗ câu cá lý tưởng dễ sợ mà dính được em một à. Em đó chắc nó đi lạc rồi dính vô cái câu à. Câu tới chiều được con thằng rồi đi về. Cả nhà bây giờ sẵn sàng đi về rồi. Oh, thành phố Melbourne bên đây, ngay cửa biển này cả nhà. Ở đây mình quay ngược lại. Rồi bây giờ mình đi về nghe cả nhà. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Hẹn cả nhà những video tiếp theo. Và cả nhà nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Thanks for watching our video. I hope you enjoy. Please like, share and subscribe, and we see you in our next video. Thank you. Bye bye.